Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, thời gian qua tại một vài địa phương đã xảy ra một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận như vụ Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, quê ở Bắc Giang, bắt cóc và giết bé gái ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng. Đối tượng Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê Thái Bình, sát hại, phần mảnh thi thể nạn nhân phi tang ở sông Hồng. Nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, quê Thái Nguyên, sát hại bạn gái tại cửa hàng thời trang ở Bắc Ninh rồi tự tử. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, thời gian tới, để tiếp tục đấu tranh, phòng chống có hiệu quả hơn với tội phạm giết người, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng giáo dục học đường, theo hướng cân bằng, coi trọng đồng bộ giữa giáo dục văn hóa và xây dựng nền tảng đạo đức. Bộ Công an cũng sẽ tăng cường năng lực cho lực lượng công an cấp xã để chủ động nắm tình hình kịp thời, phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản. Phát huy vai trò các tổ hòa giải, các tổ chính trị xã hội. Bộ Công an cũng sẽ phối hợp các ban ngành ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực học đường. Sáng ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận 12 khởi công duy tu, sửa chữa, cải tạo tuyến đường An Phú Đông 35, phường An Phú Đông, theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Với kinh phí gần 4 tỷ đồng, trong đó kinh phí vận động nhân dân khoảng 50%, thời gian thi công khoảng 1,5 tháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Đậu An Phúc hy vọng, sau khi hoàn thành thi công đường An Phú Đông 35, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm ngập nước và cải thiện bộ mặt đô thị. Bên cạnh duy tu, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước, quận 12 sẽ phát triển một mảng xanh thành công viên trên khu đất công, đang bỏ trống bên cạnh đường An Phú Đông 35 để phục vụ người dân vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho người dân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú Đông Võ Thị Ngọc Lan, đường An Phú Đông 35 là tuyến đường thứ 6, được thực hiện theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm trong năm 2023 trên địa bàn phường. Ngoài ra, phường cũng thực hiện sửa chữa, nâng cấp 3 tuyến đường, hẻm khác do người dân đóng góp 100% kinh phí. Ngày 1 tháng 11, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái, sinh năm 2016, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn, cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị 4 con chó tấn công. Mẹ bệnh nhi cho biết thêm, 4 con chó cắn con gái chị, được chủ nhà nuôi nhốt, nhưng tại thời điểm xảy ra sự việc, cả 4 con chó này được thả rông, không đeo rọ mõm. Bác sĩ Lê Tuấn Anh, Phó trưởng khoa chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi chia sẻ, nhận định đây là một ca bệnh bị chó cắn rất nghiêm trọng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, làm sạch các vết thương cho trẻ, trong đó có vết thương dài gần 13cm. Sau phẫu thuật, bé gái trên đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đồng thời đã được tiêm vaccine phòng bệnh dạy và uốn ván để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tâm lý của bệnh nhi vẫn còn bị sang chấn nặng nề. Người dân, chính quyền các địa phương đã triển khai khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ để sớm ổn định sản xuất. Theo đó, đến chiều ngày 31 tháng 10, tại tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa đã giảm. Nhiều xã của huyện Hương Khê nước lũ rút nên người dân, chính quyền địa phương đã triển khai khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định sản xuất. Cùng ngày, các lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã vận chuyển 100 rọ đá, 200 mét khối đá hộc, 500 cọc tre, khẩn cấp khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, nguy cơ xung yếu cao tại bờ sông Ngàn Mọ, xã Cẩm Duệ. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, sau hơn một ngày tập trung khắc phục sự cố sạt lở đoạn qua khu Giang Yên Duệ Hòa Duyệt, thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đường sắt Bắc Nam đã chính thức thông tuyến. Tại Quảng Bình, mưa lớn trong ngày 31 tháng 10 làm nhiều ngầm tràn ngập sâu, nhiều tuyến giao thông ở huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Minh Hóa bị sạt lở, chia cắt.
Trong đó, đường vào thôn Hà Môn và Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, Bố Trạch ngập khoảng 1 mét, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11, trọng điểm mưa là khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có cường độ mưa nhỏ hơn. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị cáo Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm đã làm trái quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đầu tư công trong xét duyệt vay, hỗ trợ cho công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip, thực hiện hai dự án không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tân 5 năm tù, bị cáo Võ Thùy Linh, cựu trưởng phòng kế hoạch 3 năm tù, bị cáo Phan Thu Nga, cựu trưởng phòng quản lý khoa học 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Quốc Thái, cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ và Chu Bá Long, cựu nhân viên phòng quản lý công nghệ cùng 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long, cựu trưởng phòng quản lý công nghệ, đã bỏ trốn và đang bị truy nã, hội đồng xét xử tuyên phạt 10 năm tù từ thời điểm bắt đầu chấp hành án. Liên quan tới chung cư mini My House cao 9 tầng ở thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội có nhiều vi phạm nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã có báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh về việc xử lý công trình vi phạm này. Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất cho biết hiện chủ đầu tư đã tháo dỡ toàn bộ phần mái tôn, khung sắt. Tại tầng 9 đã tháo dỡ xong cơ bản phần vi phạm và đang tiếp tục tháo dỡ tầng 8. Cũng liên quan tới công trình vi phạm trên, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, qua kiểm tra hiện trạng công trình, đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng được cấp, cho thấy công trình đã vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khi diện tích xây dựng tầng 1 tăng khoảng 512,8 m2 và có quy mô 9 tầng. Các vi phạm đã được lập hồ sơ xử lý, nhưng địa phương không có biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm, dẫn đến công trình hoàn thiện với quy mô như trên.